vị một sản phẩm mới của Vinashop, đó chính là mặt nạ dưỡng da collagen dạng gel có tên là Celderma Multi Perfection Season 7, hiện đang nổi tiếng ở Hàn Quốc. Quý vị có biết không, chỉ với một cái mặt nạ như thế này thôi, trong đây có chứa hơn 100 loại rau củ rất là dinh dưỡng, đã được y học chứng minh là sẽ làm trắng da gấp 2 lần so với mặt nạ thông thường và còn giúp giữ ẩm đến 120 tiếng đồng hồ. Những thành phần chính trong sản phẩm này gồm có Ceramide, chất kết dính các tế bào trong da, dầu hoa trà giúp cho duy trì độ tươi trẻ và phục hồi da đã bị lão hóa, collagen giúp cho da không bị khô, giảm đi vết nhăn, vết nứt nẻ, các loại vitamin A, B, E cùng với các loại khoáng chất rất là tốt. Mặt nạ Celderma hiện đang là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất ở Hàn Quốc với doanh thu đã đạt tới 300 tỷ Mỹ Kim vì tác dụng quá tuyệt vời, giúp cho da trắng đẹp và căng mịn chỉ sau 3 lần sử dụng. Quý vị đừng chần chờ gì nữa và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số 1855 855 5888 để order.